Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về máy chỉnh lưu hay mình chỉnh lưu cầu và sử dụng ở đây là bốn diode. Thì ở trên bảng mình đã vẽ cái mạch chỉnh lưu như thế này. Ở đây chúng ta sẽ có bốn diode D1, D2, D3, D4 và sẽ được mắc như cái hình như thế này. Nhưng trên thực tế thì cái mạch người ta sẽ sắp xếp nó song song bốn diode, cho tôi hướng dẫn các bạn cách sắp xếp bốn diode này. Thì ở đây với bốn diode này thì chúng ta sau khi ở lửa chu kỳ bán kỳ đầu, chúng ta cũng biết là cái điện xoay chiều của chúng ta là xoay chiều in si. Ở lửa bán kỳ đầu thì các bạn sẽ thấy ở đây, ví dụ tôi lấy đây là dương trước và đây là âm, thì dòng điện sẽ đi qua D1, qua tải về mát và thì qua D3 về âm nguồn. Vậy là cái lửa bán kỳ đầu chúng ta sẽ sử dụng D1 và D3 để lắng lọc chỉnh lưu điện, và chúng ta sẽ được cái nguồn dương ở đây là sử dụng vào D1 và D3, và chúng ta sẽ lấy nguồn ra tải và tụ. Lửa bán kỳ thứ hai thì chúng ta nghiệm dòng điện xoay chiều đổi chiều, thì ở đây chúng ta có điện âm và ở đây có điện dương. Thì với cái điện dương này thì dòng điện sẽ đi qua D2, qua tải về mát, và chúng ta sẽ đi qua D4 để trở về âm nguồn. Lúc đấy thì D1 và D3 sẽ là được phân cực ngược hai diode và sẽ không cho dòng điện đi qua, và dòng điện sẽ đi qua theo chiều là qua D2, qua tải về mát và về D4 về âm nguồn. Như vậy lửa bán kỳ 2 chúng ta sử dụng D2 và D4, và chúng ta sẽ lắng lọc được cái dòng điện là cả chu kỳ như này, thì dòng điện như này. Thì chúng ta sẽ lắng lọc được cả chu kỳ. Thì cái ưu điểm của cái mạch này nó khác so với mạch lắng hai nửa chu kỳ như lần trước tôi nói các bạn. Thì cái mạch này là nó sẽ sử dụng biến áp bình thường, và chúng ta có thể cho luôn nguồn 220 xoay chiều bình thường vào đây chứ không phải dùng biến áp. Như cái hai nửa chu kỳ kia thì chắc chắn các bạn dùng biến áp để lấy điểm giữa cuộn dây. Thì cái hai nữa là với cái mạch như này thì dòng điện sẽ được lắn qua diode hai lần, diode thì dòng điện sẽ tương đối ổn định hơn đi qua ngoài nguồn như này, và cái dòng điện sẽ không bị suy giảm nhiều so với lửa chu kỳ. Lửa chu kỳ chúng ta lấy điểm giữa cuộn dây, thì là cái điện áp chúng ta chỉ lấy một nửa thôi, gần như là chỉ nửa thôi. Nhưng với cái cả chu kỳ chỉnh nhu cầu như này thì chúng ta sẽ lấy được hết cái nguồn điện ra. Ví dụ đây cái khoảng này của tôi là 3V nhỉ, thì ở đây chúng ta ra cũng được sắp xỉ 3V, gần 3V, gần được 3V, 1 triệu. Nó sẽ bị mất điện áp qua cái diode này khoảng 0,7V, thì đấy, cái nguyên áp để mở thông diode. Thì ở đây chúng ta sẽ lắn được như thế. Và cái phân tụ này thì sẽ có tác dụng là để bù vào cái khoảng này, cái khoảng mà thiếu này. Thì trong quá trình mà đầy có nguồn điện dương thì tụ sẽ được làm, và khi mà cái điểm mà bắt đầu cái hình chi đi xuống thì tụ sẽ phóng điện bù vào những cái khoảng này, thì điện chúng ta sẽ được tương đối bằng phẳng hơn. Và với cái chỉnh diode như này thì các bạn chú ý với cái mạch diode cầu thì thường người ta sẽ sắp xếp có thể là bốn con diode nó song song với nhau chứ không ai sắp xếp kiểu như này cả. Đây, ví dụ là bốn diode trên mạch người ta sắp xếp như thế này. Thì các bạn đầu lối các bạn cứ nhớ cho mình là gì? Hai cái điểm lối giữa cathode này sẽ lấy ra điện dương, hai điểm lối anode sẽ lấy ra điện âm, lấy ra điện âm. Còn lại giữa anode và cathode thì chúng ta sẽ đưa vào đây là cái điện xoay chiều để lắng lọc. Ở đây các bạn sẽ đưa vào điện xoay chiều để lắng lọc. Để hai cái điểm lấy điện vào. Thì các bạn nhớ là giữa lối giữa anode và cathode thì sẽ là điện xoay chiều, lối giữa cathode và cathode hai cái đầu nhọn sẽ là điện dương và hai cái đầu đuôi là điện âm. Thì các bạn cứ tùy cách sắp xếp trên mạch các bạn sẽ đấu lối như thế. Và trên thực tế chúng ta bây giờ sử dụng thì họ cũng có sẵn những cái diode cầu bán sẵn, thì có một số cái hình thù họ cũng đánh dấu thì chúng ta cũng dễ rất là dễ phân biệt. Ví dụ đây chúng ta có một con diode cầu họ sẽ vẽ như thế này,
hình hình kiểu như vậy. Có chỗ thì họ sẽ đánh dấu dấu cộng ở đây, rồi dấu xoay chiều, dấu trừ. Nhưng mà thường ta phải phân biệt dễ nhất là cái chỗ điểm vát này, đây là điểm đưa dư nguồn tải. Hoặc là có những cái nó là hình tròn cầu như thế này, cũng đưa ra bốn chân. Và trên đấy người ta cũng đánh dấu cộng, trừ, rồi xoay chiều ở đây. Thì các bạn cũng rất dễ phân biệt. Và nó có sẵn một con như này thì chúng ta không phải đấu nối ghép bốn điêu nữa. Vừa rồi tôi đã giới thiệu các bạn về mạch chỉ lưu cầu sử dụng 4 diode. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.